Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải quần vợt các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tham dự giải có gần 80 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 8 nhóm tuổi với hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ trên hai địa điểm là sân quần vợt công viên Nam Hòa. Sau hai ngày thi đấu nhiệt tình sôi nổi với nhiều trận đấu căng thẳng kịch tính, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hay, nhiều đường bóng đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Yên Mỹ với 3 huy chương vàng, 2 bạc và 2 đồng. Đội tuyển thành phố Hưng Yên giành giải nhì với 2 huy chương vàng, 4 bạc và 2 đồng. Đội tuyển công an tỉnh giành được 1 huy chương đồng. Chúc mừng các đoàn và xin... Giải vô địch trẻ karate toàn quốc năm 2019 vừa được diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng. Giải quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ 42 đội tuyển karate đô của các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước tham gia thi đấu. Các vận động viên tranh tài ở 8 nội dung. Tham dự giải, đoàn Hưng Yên có 7 vận động viên. Kết thúc giải, vận động viên Trần Ngọc Anh của tỉnh ta giành được 1 huy chương bạc ở nội dung kumite cá nhân 75 kg. Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Mỹ Hào mới mở thêm 2 lớp dạy bóng đá, đưa số lớp dạy bóng đá cho trẻ của trung tâm lên thành 4 lớp với trên 200 học viên từ 9 đến 15 tuổi. Tại các lớp học, các học viên sẽ được rèn luyện sức khỏe qua những bài tập thể lực cơ bản, đồng thời các em sẽ được làm quen với những kỹ thuật chơi bóng như chuyền bóng, nâng bóng, sút bóng. Qua các lớp học, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo các vận động viên có năng khiếu bóng đá để tham dự các đội tuyển bóng đá của huyện, của tỉnh. Để tạo sân chơi cho trẻ, rèn luyện kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước, năm 2018 cùng với sự hỗ trợ của tỉnh đoàn, xã Tống Phan đã đầu tư cải tạo ao làng Phan Xá thành ao bơi cho trẻ. Ao có diện tích gần 1.000 m², mức sâu 1.5 m, cát được đổ dưới đáy ao, nước được lưu thông thường xuyên. Từ khi được cải tạo, mỗi ngày có gần 100 trẻ trong và ngoài xã đến vui chơi bơi lội tập trung cao điểm vào đầu buổi sáng và buổi chiều. Cán bộ đoàn của xã cũng thường xuyên có mặt để hướng dẫn các em cách bơi cũng như giám sát tránh những tình huống xấu xảy ra. Xuất phát từ niềm đam mê môn bóng bàn, đồng thời tạo điều kiện cho những người cùng sở thích với mình có nơi tập luyện bóng bàn thuận lợi, ông Đào Văn Tuấn ở khu phố Bãi Sậy, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã dành 80 m² đất nhà mình để xây dựng nhà luyện tập bóng bàn cho mọi người trong khu phố đến chơi miễn phí. Ông Tuấn đã bỏ ra số tiền gần 100 triệu đồng để xây nhà tập, mua sắm bàn, dụng cụ tập luyện. Từ khi có nhà tập luyện của gia đình ông Tuấn, phong trào chơi bóng bàn ở khu phố Bãi Sậy trở nên sôi nổi, thu hút nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau tham gia tập luyện tại nhà ông Tuấn vào mỗi buổi chiều. Ông Tuấn còn đứng ra thành lập câu lạc bộ bóng bàn Bãi Sậy với gần 20 thành viên. Hè đến, các bậc phụ huynh lại chăn trở tìm chỗ chơi cho con. Để trẻ có một mùa hè diễn ra bổ ích và an toàn, thì bài toán tìm kiếm sân chơi cho trẻ ở các địa phương vẫn rất khó. Phóng sự sau được thực hiện tại huyện Yên Mỹ. Cả xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ có 4 thôn, nhưng chưa có thôn nào có sân chơi cho trẻ nhỏ. Một số thôn người dân tự cải tạo sân đất lấy điểm chơi bóng đá, bóng chuyền, nhưng chỉ dành cho thanh niên. Địa phương cũng chưa có nhà văn hóa tại các thôn, nên trẻ nhỏ rất khó để tìm chỗ chơi. Thiếu sân chơi cũng là những gì đang diễn ra tại xã Nghĩa Hiệp. Không có chơi chỗ nào cả, chỉ có chơi quanh nhà chỗ này đây, đây. Cho các cháu chơi thì cũng phải trông các cháu đây này. Ông này còn mấy đứa cháu đấy. Nhưng mà chỉ có ra quanh quanh đây thôi. Hiện nay ở một số địa phương trên địa bàn huyện cũng đã xuất hiện 1 đến 2 điểm vui chơi của tư nhân như tại thị trấn Yên Mỹ, xã Liêu Xá. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con chơi ở các điểm vui chơi đó thường xuyên. Ở các địa phương, hầu hết ở các sân bóng, sân nhà văn hóa chủ yếu vẫn là dành cho người lớn chơi thể thao. Toàn huyện hiện vẫn chưa có một khu vui chơi công cộng nào dành cho trẻ nhỏ, vì vậy nhu cầu sân chơi riêng dành cho trẻ nhỏ vẫn là bài toán khó. Ở làng cháu chỉ có một cái sân bóng, thì các anh lớn thì các anh cứ ra đá, thì bọn cháu bé quá. Cái cộng đồng sân chơi của huyện thì hiện nay huyện chúng tôi thì đã quy hoạch một cái sân thể thao cộng với lại cái quần thể sân vận động lớn, thì trong quy hoạch điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đai 2017-2020 thì huyện đã có quy hoạch rồi với một cái diện tích như vậy là rất là lớn. Thế còn tới đây thì những cái thôn mà đã, những cái xã đã quy hoạch chưa có điều kiện để đầu tư nguồn lực để xây dựng thì trong thời gian tới thì cấp ủy, thế và cái thứ hai nữa là về ủy ban dân huyện, chúng tôi cũng sẽ chú ý để đôn đốc, thế rồi là chỉ đạo các xã
để xây dựng tất cả những cái xã làm sao là đều có những cái sân chơi thể thao chung cho các cháu thanh thiếu nhi. Hiện toàn huyện có 16.000 trẻ nhỏ dưới 15 tuổi. Vì vậy rất mong chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng điểm vui chơi công cộng cho trẻ để trẻ có sân chơi riêng an toàn vui khỏe. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.